Hey, chào các bạn, hôm nay mình gửi đến các bạn một cây lan mà nhắc đến tên nó thôi mà nhìn thân nó biết rồi, đó là cây rồng đỏ các bạn. Cây nó thân nó đỏ cực kỳ ha các bạn ha. Ngay cái bản thân của cái cây thôi nó đã có cái tính chất nó vậy rồi. Nhất là những cây mà cọng già già là thân nó đỏ lắm các bạn. Đây. Cây này các bạn chú ý nha, nó nằm chung với mấy cây khác nhưng mà mấy cây khác nó không có đỏ nè. Mấy cây khác không có hơi đỏ nha, chỉ có cây rồng đỏ này nó đỏ. Vì cái gen nó như vậy các bạn. Giờ hiện tại giờ mình chỉ có một khoảnh như đây thôi. Đó. Cây này đợt trước là hết hàng. Bây giờ những cây mà còn lại nó lên rất là đẹp. Đây nè các bạn. Đó. Mình sẽ lựa những cây hai hướng cho các bạn chơi ha, cây rồng đỏ nha. Nói chung giờ cũng kiếm mấy cây này cũng không có dễ gì nữa. Vì mấy cây này nó ít lắm. Nó qua đợt rồi. Nhờ cái cây này đợt trước nó không được đẹp thì dưỡng lại nên bây giờ nó mới còn. Mình sẽ cố gắng mà lựa cây đẹp cho các bạn ha, cây mập cây bự, hai hướng thì cũng không nhiều đâu. Đây, chồng này hai hướng đó nè, hơn số hơn mới được hai hướng các bạn. Còn bình thường là một hướng khỏe thôi ha. Bạn nào lấy trước thì khi mình có cơ hội mình lấy được hai hướng thì tuyệt vời. Đây, cái chậu này hai hướng kia luôn. Sẽ lựa cây mấy cây rồng đỏ phải khỏe nhiều hướng gì cho các bạn chơi ha. Sau này thì chỉ là một hướng thôi nha, một hướng cây khỏe thôi, như cây vậy thôi. Còn hai hướng vậy thì từ nãy mình lựa được có vài chậu thôi. Cây này bông nó đỏ và thân nó đỏ ha. Cây này mình bao hàng các bạn trồng cỡ nào nó cũng đỏ. Các bạn mà trồng nơi nắng nhiều nó còn đỏ, đỏ rực luôn các bạn. Đây là cây rồng đỏ, một cây lan cũng lâu và nổi tiếng. Chỉ còn có chút đỉnh thôi. Có gì các bạn mua ủng hộ để có giống chơi đẹp nha. Sưu tầm. Cảm ơn các bạn.